Thiên Bích Hiền, ba trái tim, tôi biết ơn và cảm ơn anh Kiệt đã hướng dẫn tôi thờ cha mẹ tụng kinh Thiên Tâm nên ba mẹ con tôi không bị dính Covid. Thêm năm trái tim nữa. À, đó là tự phước của chị. Có người, nhiều người á, đọc kinh cũng vẫn bị, nhưng mà bị nhẹ. Có nhiều người đọc kinh Thiên Tâm nhưng mà lúc mà họ làm họ nghiệp quá nặng, đến giờ chót á thì không có kịp thì cũng sẽ bị chết, nhưng mà dầu sao á chết cái thằng hồn á cũng được về với cha với mẹ, ý là vậy đó. Mình lúc còn sống là mình đã có lợi rồi, khi mất á mà đã gia nhập thì họ thiên á càng có lợi nữa. Rồi bây giờ á, chị không có bị Covid, chị giữ xác phàm, chị tiếp tục chị tu thì sau này á về chảnh thì cái phước của mình nó tạo ra rất là nhiều. Con người của mình về trời á, mình xài bằng cái phước. Ở dưới thế gian mình xài bằng cái thẻ tín dụng, về trời xài bằng cái phước. Người mà có phước cao lúc mà còn sống ở thế gian á, về chảnh á mình bay nhảy lẹ làng hơn, mình tạo ra những cái lâu đài riêng cho mình ở đẹp hơn, rồi mình biến hóa đồ này kia, cái thân hình của mình tiên nữ rồi đẹp hơn, phải không? Là do cái phước càng cao thì cái về chảnh á mình càng tiện lợi hơn, ý là vậy. Thờ hình cha mẹ như thế nào? Trời thì mình cứ để hình trên tường cũng được, để đâu cũng được. Hình cha mẹ là hình này nè. Đó là hình cha mẹ, đó là chân dung thật sự của cha mẹ đó. Mỗi lần cha mẹ về giáo huấn cho Kiệt á là chân dung này, là vì kiếp này Kiệt cũng mang xác phàm cho nên mặt Kiệt cũng giống giống cha, mắt Kiệt cũng giống giống mẹ. Chứ mẹ là vô hình vô tướng nha, thượng đế không có hình tướng nha. Nếu mà kiếp sau không có kiếp sau nữa, kiếp này Kiệt về luôn thì Kiệt hoải quá rồi. Thí dụ như lỡ kiếp sau Kiệt đầu thai là người gì đó, vua của nước Tàu đi, là mắt một mí nha, thì lúc đó cái hình tướng nó khác. Con Thiên Hoàng Dương, chào chú Kiệt. Con có vết màu đen không to ngón tay giữa đầu trán, có phải là dấu hiệu tiền kiếp không? Vết màu đen hả? Vết màu đen thì con phải gửi cho chú cái hình, chú mới biết cái cốt con là cái gì. Nhưng mà bây giờ chú không có coi bói nữa. Mấy năm nay chú coi bói rồng lửa, chim chỉ, rồi và mấy người nổi tiếng rồi cho vui vui á, bị la hoài cho nên giờ không có làm thầy bói, thầy pháp, thầy tăng hay thầy giáo, chỉ làm người truyền tin thôi. Hôm nay làm người truyền tin, nước Việt sắp có chiến tranh đại nạn, rồi lên đây tâm sự vui buồn với quý vị thôi chứ không có gì hết. Khổng Tử và Lưu Bị hồi đó là ai vậy chú? Khổng Tử đó là sư phụ, là đức thầy. Lưu Bị là chú một kiếp đó, có nghĩa là giống như cặp bà trùng vậy, đóng vai vậy đó. Thời chú là Châu Võ Vương thì sư phụ là Khương Tử Nha, chú là Lưu Bị thì sư phụ là Khổng Minh. Hôm nay chú là Kiệt, sư phụ là Đức Quỳnh Phú Sổ đó, để đi chung chung. Nghĩa là mình là đang đóng phim, không biết không, để lại nhân loại một cuồng phim. Rồi chú cũng không có muốn nói nhiều về tiền kiếp của chú, tại con người của mình á, nó đi theo cái DNA. Người ta thư ém á, là giống như cái DNA đó, là cái dây chuyền đó. Người mà biết được
cái tiền kiếp của mình, mà lấy cái xác tiền kiếp của mình á, mà thư ém á, kiếp này mình cũng cũng mệt á,